Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia và là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2020-2022. Thương hiệu xanh trở thành một khái niệm phổ biến khi người tiêu dùng ngày càng có thu nhập cao hơn và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành tổ chức. Chương trình nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, niềm tự hào và sức hấp dẫn của đất nước và con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam thì đã phối hợp với các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp để triển khai đồng loạt nhiều hoạt động để nhằm động viên và khích lệ các doanh nghiệp tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu, góp phần xây dựng quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia Việt Nam. Với sự hỗ trợ của chương trình thương hiệu quốc gia, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ý thức được vai trò quan trọng của thương hiệu, từ đó đầu tư cho xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp. Trong top 50 thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam năm 2022, có sự góp mặt của rất nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ở góc độ doanh nghiệp, chiến lược xanh sẽ là một chiến lược dài hạn cho các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp có sự cam kết để sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, giảm thiểu tiêu cực tới môi trường. Chúng tôi đã luôn luôn triển khai những cái sáng kiến phát triển bền vững trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và chúng tôi cam kết triển khai nó tuân thủ theo những cái kỷ luật rất là khắt khe trong quá trình triển khai những cái hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhằm ứng dụng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên nền tảng phát triển bền vững để phát triển thương hiệu bền vững như ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi được chính phủ công nhận là thương hiệu quốc gia trong nhiều năm liên tục như vậy thì nó là một cái nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục để sản xuất ra những cái mặt hàng mà chất lượng ngày càng hoàn thiện hơn, thân thiện với môi trường hơn, đáp ứng được cái nhu cầu xanh của các cái người tiêu dùng, không những là trong nước và cả môi trường và cả thế giới nữa. Nếu như năm 2018 mới có 14 doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam nằm trong top 50 doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam, chiếm tỷ trọng 28%, thì sau 5 năm, con số này đã tăng lên 21 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 42%. Đặc biệt, trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng mạnh từ 20% năm 2018 lên tới 60% vào năm 2022. Điều này cho thấy các thương hiệu hàng đầu Việt Nam đã có sự tăng trưởng vượt bậc cả về giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu, nâng cao vị thế vững chắc trong bảng xếp hạng. Các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia Việt Nam đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu là đầu tư vào giá trị thương hiệu, góp phần đáng kể trong việc gia tăng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam. Trong thời gian gần đây thì việc đầu tư nghiên cứu công nghệ, quy trình sản xuất, vận hành, vật liệu để đưa ra các sản phẩm xanh có ích với cộng đồng đang là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên thế giới. Thương hiệu xanh dần đã trở thành một khái niệm phổ biến khi người tiêu dùng ngày càng có thu nhập cao hơn và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Từ đây thì chuyển đổi xanh, sản xuất xanh, thương mại xanh, tiêu dùng xanh, tăng trưởng và phát triển xanh đã trở thành một xu thế tất yếu, chứ không phải chỉ là một lựa chọn đối với các cái quốc gia trên thế giới. Các doanh nghiệp Việt cũng không đứng ngoài xu thế này, và thực tế cho thấy thương hiệu xanh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về kinh tế lẫn những giá trị vô hình, giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Theo các chuyên gia, sản xuất xanh chính là yêu cầu tiên quyết khi thâm nhập thị trường các nước trên thế giới và tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, bởi những hiệp định này đều có quy định khắt khe về tiêu chí môi trường. Vì vậy, thực hiện tốt sản xuất xanh cũng là một cơ hội để tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và đáp ứng yêu cầu của những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu. Để tiếp tục nâng tầm thương hiệu quốc gia, các sản phẩm dịch vụ của Việt Nam phải gắn với sự phát triển xanh, quốc gia xanh. Đây là xu thế chung khi người tiêu dùng thế giới ngày càng quan tâm hơn đến hàng hóa, dịch vụ bảo vệ môi trường có ích với cộng đồng.